Ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lộc với hơn 40 đối tượng tham gia. Trước đó, vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 15 tháng 5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc, Công an huyện Ninh Giang và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hải Dương bất ngờ đột kích một trang trại trên địa bàn thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, bắt quả tang 41 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà đá, 9 xe ô tô con, 8 xe máy, hơn 200 triệu đồng và một số công cụ phương tiện khác. Kết quả điều tra, ban đầu xác định trang trại thuộc quyền sở hữu của Đào Hải Nam, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 18/71 Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Năm 2018, Nam mua lại khu đất chuyển đổi để làm trang trại chăn nuôi, đào ao thả cá và giao cho Hoàng Đức Hiệp, sinh năm 1976, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương quản lý. Nam và Hiệp thuê Vũ Đình Thúc, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, làm công nhân và bảo vệ trang trại. Từ đầu tháng 5 năm 2022, Hiệp chỉ đạo Trần Khoa Phúc, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc tìm, lôi kéo, sắp xếp các đối tượng có gà chọi vào trang trại để tổ chức đá gà ăn tiền và thu tiền phế của mỗi chủ gà là 1 triệu đồng, một con gà đá. Đối tượng Thức vừa làm bảo vệ vừa phụ giúp việc đun nước, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh và cầm tiền phế hộ. Hiệp tận dụng lán tôn có sẵn cho làm một quay gà để cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Việc đá gà thường diễn ra vào cuối tuần, mỗi ngày có từ 1 đến 2 cặp gà đá. Ngày 15 tháng 5, có 2 cặp gà ô chân xanh của nhóm Vũ Quốc Danh, sinh năm 1988, trú tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, và gà ô chân trắng của Đồng Kim Hà, sinh năm 1981, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tham gia cá cược. Theo thỏa thuận, mỗi con gà khi thắng thua thì chủ gà và những người cùng góp tiền với chủ gà, gọi là bao trong, thắng thua bạc là 5 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tiến hành cá cược riêng với nhau, gọi là bao ngoài, từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Một đối tượng có thể tham gia cá cược nhiều lần. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.